Ngày 30 tháng 6, ông thầy người Hàn Quốc và các tuyển thủ Việt Nam sau khi từ UAE trở về thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành cách ly y tế 14 ngày và ngay chiều nay 1 tháng 7, ông Park sẽ tham gia bốc thăm chia bảng vòng loại cuối World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm cuối nên rơi vào bảng nào cũng gặp toàn đối thủ mạnh. Vòng loại thứ 3 Cúp Thế giới 2022 sẽ tiếp tục khai cuộc vào tháng 9 với từng nhóm hạt giống gồm Nhật Bản, Iran, Úc, Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE, Iraq, Trung Quốc, Oman, Syria và Việt Nam, Lebanon. Huấn luyện viên Park Hang-seo sau nhiều chiến tích cho bóng đá Việt Nam vẫn còn khao khát chinh phục đỉnh cao hơn nữa. Nhưng ở cuộc chơi này, ông sẽ dần cảm nhận vô vàn thách thức và cam go. Ngay từ khi còn trong điểm cách ly, ông Park tình cảm đã nhắn nhủ học trò cố gắng giữ gìn sức khỏe và tâm sự mình không bao giờ quên sự vất vả của họ. Mong các bạn trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sắp tới, hãy quên đi sự mệt mỏi của những trận đấu hay chương trình luyện tập. Hãy cùng vui vẻ, hạnh phúc với gia đình. Rất mong các bạn hãy luôn luôn nỗ lực như bây giờ, mang trong mình sự kiêu hãnh là một thành viên của đội bóng đá đã viết ra một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.